Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, song trong giai đoạn 2020-2023, huyện Chư Sê vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,29%, trong đó tốc độ tăng trưởng của các lĩnh vực đều cao hơn so với năm 2020. Cụ thể, lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 11,03%, công nghiệp xây dựng tăng 36,36% và lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng 30,5%. Cùng với đảm bảo tốc độ tăng trưởng thì cơ cấu kinh tế của huyện Chư Sê cũng có bước chuyển dịch hợp lý khi đã giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông lâm nghiệp và tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ. Số liệu so sánh từ cuối năm 2020 so với cuối năm 2022 cho thấy lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản giảm từ 33,85% xuống còn gần 31%, công nghiệp xây dựng tăng từ gần 34,5% lên 37,3% và thương mại dịch vụ cũng có mức tăng nhẹ từ gần 31,7% lên 31,8%.